Chiều nay, giải bóng đá 9699 Hà Nội League đã khởi tranh. Đây là sân chơi thể thao bổ ích và lành mạnh dành cho những cựu học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội, niên khóa 1996-1999. Giải năm nay có sự tham dự của 24 trường và liên quân, nhiều hơn 9 đội so với mùa giải trước. Điều đó cho thấy quy mô của giải đấu không ngừng gia tăng và đây thực sự là sân chơi đầy ý nghĩa, rèn luyện sức khỏe, kết nối, gắn kết các cựu học sinh cùng niên khóa trên địa bàn thủ đô. Đặc biệt hơn nữa, đây cũng là hoạt động mở màn cho những hoạt động mang ý nghĩa lớn lao chào mừng 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 9699 Hà Nội. Ngay sau lễ khai mạc là những trận đấu hấp dẫn với những pha bóng không kém phần quyết liệt. Giải đấu sẽ kéo dài trong vòng 4 tháng. Các vòng đấu sẽ được diễn ra vào buổi chiều Chủ nhật hàng tuần.